Lịch thi đấu bóng đá, Ấn Độ chạm trán Singapore. Đội tuyển Ấn Độ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng ngày 21 tháng 9 và dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Phú Thọ vào lúc 19 giờ ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu với Singapore vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 9. 3 ngày sau đó, Ấn Độ sẽ gặp Việt Nam. Phát biểu ngay sau khi đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Steve Mack cho biết họ mang sang Việt Nam đội hình được đánh giá là giàu sức trẻ nhất so với đội tuyển khác. Rất khó để nói đây là lực lượng mạnh nhất của Ấn Độ. Vị chiến lược gia này thì cũng không giấu giếm được mục tiêu khi coi đây là sân chơi để giúp cho các cầu thủ có sự trải nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên trưởng này thì cũng khẳng định muốn đánh bại Singapore lẫn đội tuyển Việt Nam để giành chức vô địch. Rõ ràng không có lý do gì để Ấn Độ không bùng hết sức thi đấu với hai đại diện của Đông Nam Á, bởi họ không cần phải giấu bài. Chơi hết sức cũng là cách để cho các cầu thủ Ấn Độ chứng tỏ năng lực, qua đó thể hiện và giành một suất trong các giải đấu chính thức ở phía trước. Về phần mình, Singapore chắc hẳn không muốn nhận thêm bất kỳ một trận thua đậm nào nữa, bởi họ vừa thua Việt Nam, giờ lại thua Ấn Độ với tỷ số đậm sẽ khiến cho đội bóng của đảo quốc sư tử bị ảnh hưởng tinh thần trong quá trình hướng tới AFF Cup 2022. Rất có thể huấn luyện viên Tatsuki sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát theo hướng tung ra một số cầu thủ trụ cột vào sân. Trên bảng xếp hạng FIFA, Singapore đứng thấp hơn so với Ấn Độ rất nhiều. Cụ thể, Ấn Độ đứng thứ 104 nhưng Singapore kém đối thủ tới 55 bậc. Sự chênh lệch thứ hạng phần nào cũng đã chứng tỏ về trình độ Ấn Độ và Singapore khá với nhau. Vì thế, một chiến thắng dành cho Ấn Độ trong cuộc thử lần này thì cũng không phải là bất ngờ. Khán giả có lẽ sẽ trông chờ nhất vào trận đấu cuối giải vào ngày 27 tháng 9 giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây được đánh giá sẽ là một bài kiểm tra uy tín nhất với Việt Nam trước thêm AFF Cup. Trả lời câu hỏi của truyền thông, ông đánh giá Việt Nam hay Singapore mạnh hơn? Tất nhiên là Việt Nam. Việt Nam vừa hủy diệt Singapore tới 4-0. Tôi có xem trận đấu đó và thấy họ đá rất xuất sắc. Ấn Độ vẫn giành được và cũng được đánh giá là một quân xanh chất lượng. Bởi đội tuyển Nam Á đã từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019, 1-0 trong trận tranh hạng 3 giải giao hữu King Cup 2019. Trả lời câu hỏi của phóng viên đội tuyển Việt Nam cũng tham dự King Cup 2019, ông đánh giá như thế nào về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan? Nhà cầm quân người Croatia đã nói, thời gian thì cũng trôi qua lâu lắm rồi, khi đó tôi chỉ vừa dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ ở trận thứ 2. Đánh giá đội nào mạnh hơn giữa Việt Nam và Thái Lan thì cũng rất khó khi mà thời điểm hiện tại mọi thứ đã rất khác. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này thì cũng đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam hiện tại. Vừa rồi các bạn có thể thấy được các cầu thủ của câu lạc bộ Pháp ở Ligue 2 đã ký hợp đồng với Quang Hải và đây là một bước tiến rất tốt để bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai. Đội hình Ấn Độ mang sang Việt Nam thì không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài và được huấn luyện viên Steve Mack cho biết không phải là lực lượng mạnh nhất. Đội tuyển Ấn Độ sang Việt Nam với đội hình rất trẻ, trẻ nhất so với đội tuyển hiện tại ở châu Á, nhằm chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Ấn Độ. Dù vậy, Ấn Độ vẫn có tiền đạo kỳ cựu, đó chính là Chetri, một trong năm cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ quốc gia với 84 bàn thắng sau 129 trận. Thành tích của chân sút 38 tuổi này chỉ kém Messi là 86 bàn, Ronaldo Bồ Đào Nha là 117 bàn. Chetri có số bàn thắng bằng với huyền thoại Puskás của Hungary. Về phía chúng ta, thắng Singapore với tỷ số đậm đà 4-0 trong một trận kiểu đá tập trung thì không có nhiều ý nghĩa. Với thế trận như thế này thì cũng giúp trông thầy người Hàn đã bắt một mũi tên trúng hai đích, vừa thỏa mãn tình yêu chiến thắng của người hâm mộ lại vừa thử lửa với nhiều cầu thủ. Như lão tướng 31 tuổi Văn Quyết đã tung ra một cú thành bàn giải tỏa áp lực tâm lý cho các đàn em cho hưng phấn hơn, khiến cho ông Park đã phải trầm trồ tiền đạo Hà Nội đi bóng và dứt điểm tốt. Đáng chú ý là 6 gương mặt trẻ của đội tuyển U20-U23 lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam và làm rất tốt vai trò của mình. Rất hiếm có những cầu thủ chạy biên nào của đội tuyển Việt Nam ra một chân trái uy lực và đầy quyết đoán như chân sút của Nguyễn Thanh Nhân, cầu thủ 23 tuổi nhưng mà chuyên ngồi ở vị trí dự bị của Hoàng Anh Gia Lai. Hay tiểu tướng Khuất Văn Khang 19 tuổi vừa đá vòng loại U20 châu Á đã trở về với khát khao cống hiến và thể hiện mình với việc truy đuổi và ăn bàn, biến đội trưởng Singapore thành con thiêu thân ngờ nghệch. Hậu vệ bên phải Tấn Tài thường là một phương án hai chiều, ngày 21 tháng 9 thì cũng đã ghi bàn. Và giống như là một lời nhắc nhở không chỉ có Văn Thanh, các tiền vệ vào sân ở hiệp 2 thay cho Tuấn Anh, Văn Quyết, Lương Duy Cương hay là Đình Duy, chơi nhô cao, năng nổ và leo giỏi biên. Và Tật Cánh cũng như là Tuấn Tài thì đều là những gợi ý rất tốt cho ông thầy người Hàn. Những khởi đầu của ông Park cho rằng mang tới một tín hiệu tích cực và buộc những cái tên Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Hồng Duy phải nỗ lực hơn nữa. Ông Park đã nhẩm tính có gần 10 gương mặt dưới 23 tuổi có tên trong đội tuyển quốc gia, trong đó gồm 6 cầu thủ lần đầu tiên tập trung, làm dự bị và nền tảng cho các tuyển thủ nòng cốt, nằm ở thứ 5 ông dẫn dắt. Và tuy nhiên sau trận thắng với Singapore, sự nổi bật của đàn anh Văn Quyết và lứa trẻ thì ông Park sẽ nảy sinh nhiều đáp án hơn cho đội tuyển hoặc là đặc biệt ở tinh thần cũng như là tâm thế cống hiến.
Sự trao gửi niềm tin của ông thầy họ Park đã làm giàu có hơn năng lực của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua, có dấu hiệu bão hòa từ nhóm cầu thủ chủ chốt với suy nghĩ có sẵn một suất ra sân. Nó khiến cho những công thần ở đội tuyển đã phải dấn thân vào một cuộc cạnh tranh mới, khắc nghiệt hơn và lành mạnh hơn. Vẫn còn trận gặp Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 để cho các tuyển thủ còn lại, chủ yếu là nhóm nòng cốt cũ ra sân giúp huấn luyện viên Park chọn lọc kỹ và đánh giá tổng thể. Nhưng mà dù màn ra mắt của nhiều gương mặt trẻ thì cũng đã làm thay đổi thầy Park với những cơn đau đầu. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã hai lần so tài với đội tuyển Ấn Độ, chúng ta có một trận thắng và một trận hòa. Do đó, cuộc đọ sức lần này giữa hai đội sẽ rất khó để đoán định, ngay cả khi mà chúng ta được chơi trên sân nhà. Ở buổi tập sáng ngày 23 tháng 9, đội tuyển Việt Nam thì không có sự huấn luyện của huấn luyện viên Park. Chuyên gia người Hàn Quốc đã sang Thái tham dự trận đấu của đội tuyển Thái Lan với Malaysia trong giải King Cup. Huấn luyện viên Park thì muốn soi dò đội tuyển Thái Lan và Malaysia vì đây là hai trong số đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua AFF Cup 2022. Ở trận đấu tối qua, Thái Lan và Malaysia hòa nhau 1-1 và sau thời gian thi đấu chính thức, trên loạt sút luân lưu, Malaysia đã thắng 5-3 để vào chung kết. Lợi thế sân nhà, đội tuyển Thái Lan dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tham vọng của những chú voi chiến đã bị dập tắt khi mà đội trưởng Chanathip bị thương. Việc Chanathip không thể thi đấu đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần và chuyên môn của các cầu thủ. Những phút sau đó, Malaysia mới là đội bóng chủ động tấn công và có những cơ hội. Tuy nhiên, phải chờ tới phút 32, những chủ hồ Mã Lai mới có được bàn mở tỷ số. Kobinong đã có một pha đệm bóng cận thành tung lưới của Kathomukun và bất ngờ phải nhận bàn thua, đội tuyển Thái Lan dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra thì không thật sự rõ rệt. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park đã tiếp tục đôn thúc các học trò thi đấu áp đặt đối phương. Mặc dù vậy, đội tuyển Malaysia đã chứng minh mình không dễ bị bắt nạt, thậm chí các pha tấn công mà Kun và các đồng đội tạo ra thì còn có sức sát thương cao hơn so với những chủ vợ chiến. Trong thời gian thi đấu hiệp 2, đội tuyển Thái Lan có những tình huống đối mặt với thủ thành Hami. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đều không thành công khi mà mọi thứ tưởng chừng như là kết thúc với đội tuyển Thái Lan, thì Pasha đã tỏa sáng và ghi bàn quý báu ở những giây phút cuối cùng. Hòa nhau trong 90 phút, hai đội buộc vào bước loạt penalty để phân định thắng thua. Và trên chấm 11m, Malaysia đã giành chiến thắng. Đây cũng là trận không thắng thứ 6 liên tiếp của Thái Lan trước Malaysia. Thái Lan vẫn chưa thắng nổi đối thủ biệt danh là Mãnh Hổ, dù luôn được đánh giá là nhỉnh hơn trong 8 năm vừa qua. Lần thứ nhất, Thái Lan hạ gục Malaysia chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2014. Lượt về, đội bóng xứ Chùa Vàng thua 2-3 trước Malaysia. Tuy nhiên, trận đấu này thì cũng đã khởi đầu cho chuỗi ngày dãi đằng đẵng và Thái Lan không được thắng Malaysia. Tại AFF Cup 2018, Malaysia và Thái Lan hòa nhau 0-0 và trước khi hai đội hòa nhau 2-2 ở lượt về tại Bangkok. Karaison là một tội đồ của Thái Lan khi mà đã đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng khiến đội chủ nhà bị loại chung cuộc bởi lượt bàn thắng trên sân khách. Tới World Cup 2022, Malaysia đã lại vượt mặt Thái Lan. Mãnh Hổ đã thắng 2-1 trên sân nhà lượt đi và 1-0 lượt về. Malaysia đứng hạng 3 ở bảng đấu này, còn Thái Lan đứng hạng 4, chỉ hơn thành tích của đội Indonesia.